Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video buổi tối ngày hôm nay thì giới thiệu với các bạn 5 phôi mai cát Bình Thuận mới về các bạn. Thì những cái phôi này thì từ hàng thường cho đến hàng VIP VIP dần dần lên ha. Có một trong cái nhóm này thì có một cái phôi cụm có hoành là 80 các bạn. Và nó là một phôi VIP nhất ngày hôm nay. Đầu tiên là mã BH1. Một phôi có hoành là 53. Phôi này thì ở phần bên trên nó bị cháy ha. Nó bị cháy cái phần bên trên đó, rồi anh em ta cắt, chỉ cắt có cái phần khu lẳng ở dưới đó thôi. Đó, thì phôi này có hoành ở bên hoành ngang cổ đế chỗ u to nhất là 53 các bạn. Còn tổng chiều cao của nó là 40 ha. Tổng chiều cao là 40. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 500.000 bao gồm phí vận chuyển. Phôi này có giá là 500.000 bao gồm phí vận chuyển ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha các bạn ha. Về anh em mình trải nghiệm gì đó, thách thức tài năng gì đó ha, thì mình lấy về chơi. Tiếp theo là mã BH2. Một phôi có hoành là 52. Một cốt ba thân. Cây này là một cốt ba thân ha. Thì cái cây này thì nó rễ dàn rễ nó hơi cao các bạn. Một cốt ba thân. Hoành là 53, tổng chiều cao là 90. Thì thân chính của nó thì cao tầm khoảng 60 các bạn. Nhưng phần bên dưới thì nó phần đế rễ của nó là tầm khoảng 30, thì nó tổng chiều cao của nó là 90 ha. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 700.000 bao gồm phí vận chuyển luôn. BH2 hoành 52, chiều cao là 90. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Nói chung thì nó cũng tùy thôi, tùy theo nhu cầu của mỗi anh em mà mình cung cấp cái phôi. Nó cũng tùy vào cái hình ảnh, hình dáng rồi cũng như là chất lượng ha. Tiếp theo là mã BH3, một cái phôi có những cái đường nét nó cũng rất là ngộ nghĩnh luôn. Thì cái chi này nó ăn vô cái thân bên dưới ha các bạn ha. Cây này thì nó không có bị lũa, không bị bọng gì hết nha. Nên nó rất hay là cái kẹt thôi chứ không bị bọng lũa gì hết. Hoành là 50. Dính nhau các bạn. Hoành của nó phôi này là 50 ha. Tổng chiều cao của nó là 70. Tổng chiều cao là 77, xin lỗi. Tổng chiều cao là 77. Cái này thì cái dàn đế của nó theo chiều cao của nó tầm khoảng 20 phân. Cây này thì để chọt nhỏ thôi các bạn, không lớn ha. Nó có cái lưng, tấm lưng phải nói rằng rất là điệu luôn. Hoành 50, chiều cao 77. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 900.000 bao gồm phí vận chuyển ha. BH3 hoành 50, chiều cao 77, 900k ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ các bạn. Mai Cát Bình Thuận ha. Ngày hôm nay thì có tất cả là 5 phôi. Tiếp theo là một phôi khá là duyên, rất là duyên luôn các bạn. Rất là duyên, điệu luôn á. Rất là điệu luôn. Cây này thì nó sâu vô, nó bị lũa sâu vô khoảng tầm 1 tấc các bạn, tức là 10 cm. Nó lũa vô tầm khoảng 10 cm ha. Hoành của nó là 57. Tổng hoành này là 57 ha. Lưng nó rất là đẹp luôn, giống như con vật gì ha các bạn ha. Ăn với nhau rất là đẹp luôn. Hoành 57. Tổng chiều dài của nó là 77 ha. Tổng chiều cao là 77. Hoành 57, tổng chiều cao 77. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 1.300.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển là 1.300.000. Số điện thoại quen thuộc của em vẫn là 0867 098 446. Sắc Vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu cái phôi gần xa ha. Tiếp theo cuối cùng luôn. Cuối cùng là một cái phôi gọi là VIP nhất của ngày hôm nay các bạn. Phôi VIP nhất ngày hôm nay. Phôi này thì có hoành tổng của nó là 80. Tổng hoành của nó là 80 nha.
Tổng chiều cao của phôi này là nó 90. Tổng chiều cao của nó là 90 ha. Hoành là, nhắc lại, hoành là 80, tổng chiều cao là 90. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 2.500.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển là 2.500.000. Phôi này nó như là một bàn tay ha. Cái này là bàn tay trái nè các bạn. Nó bàn tay trái ha. Từng 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 thân một nó có cái độ lớn vừa phải các bạn. À, cái thân lớn nhất rồi đến kế đến rồi kế đến rồi kế đến là và cái thân út áp út. Cái thân út. À, cây này thì nó không có bọng lỗ gì hết nha. Cây này là nó không bọng lỗ gì hết. Hoành là 80. Tổng chiều cao là 90. Và phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 2.500.000. Giá bao gồm phí vận chuyển là 2.500.000 ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Số điện thoại là 0867098446. Hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em mình ha. Tương ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.